Kia koto, chào bạn ha Rồi, tiếp tục chuỗi hành trình là mình xem những cái ngành nghề nào nó thuộc uh, uh, Angesco level mấy nha Thì hôm bữa có chị hỏi mình về ngành uh, chef, uh, ngành uh, nấu ăn ha Thì thuộc là Angesco level mấy Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh chị coi nha Nhưng mà rõ ràng mình quay những gì mà trên Immigration có Trên website có, mình quay cho anh chị coi Để anh chị thấy rõ ràng là cái ngành của mình là thuộc Angesco level mấy Về cái diện chủ bảo lãnh, giờ nó mới thay đổi, nó có ảnh hưởng gì không Như mình nhắc lại lần nữa câu level 1, 2, 3 thì không bị ảnh hưởng Còn NZK 4, 5 thì phải ảnh hưởng Ảnh hưởng là anh chị phải qua đăng tuyển rất là khó Và đòi hỏi qua đây phải có tiếng Anh à, như là 4, 5, mail hoặc PT 29 nha Rồi anh chị coi website nha Để coi hôm nay cái ngành cúc Ngành nấu ăn thì nó thuộc skill level mấy là chef nha Người nấu ăn chính nha Ok anh chị coi nhé. Rồi các bạn ha Như mình nói anh chị vô check The NZK list uh, Anh chị coi đây à, về immigration website mình nói những gì trên immigration website nha mình không phải là tư vấn mình không phải tư vấn viên nha thì mình đi tư vấn phải có bằng cấp mới được Đây, mình nói những gì mà trên website có Để anh chị coi thì nó không gọi là tư vấn viên nha đó là chỉ là chia sẻ thông tin à, cung cấp thông tin trên website thôi cho anh chị nha rồi anh cô đây anh chị vô thì uh, người ta dùng hai cái version ha use either version 1.2 or 1.3 depending on visa you are making an application nha đó thì uh, những cái visa khác đây mình nói này cái này uh, với 1.3 thì nãy mình tìm ngành xếp thì, thì không không thấy nó ghi rõ level ha cho nên mình xuống cái version 1.2 anh chị vô version 1.2 này anh chị uh, gõ để coi cái này phải number nhưng mà mình không có thì mình giờ mình gõ cái chef này ra coi nó thế nào thì có ra thấy không đó chef này uh, food tray assistant thì mình dùng chef file bên này là người chef uh, nấu ăn nha anh chị chọn đây đó anh chị đã hiểu không group chef uh, đó rồi cái nội dung việc là chef uh, plan or organize the preparation and cooking of food in dining or catering establishment cook uh, fast food cook uh, kitchen hand a uh, from the unit group ha uh, những người đó làm ăn uh, làm bên chỗ uh, thức ăn nhanh đó uh, hay là kitchen hand thì không phải cái group này nha này chỉ chef là những người cút và nấu chuẩn bị đồ ăn nha đó là cook rồi indicate, indicated skill level most occupations in this unit group have a level of skill uh, commensurate with a qualification experience outlined below ha. rồi bên australia thì đó là các anh chị phải học bằng cấp hay là gọi là um, aqf uh, úc không nói, không nói gì, mình nói new zealand thôi nha đó new zealand thì anh chị nó thuộc là enceco skill level 2 ha new zealand registered Diplom diploma à, uh, anh chị có diploma nhé à, uh, và anh just call skill level 2 anh chị nha at least 3 years experience relevant 2 3 years experience relevant experience may be substituted substitute for the formal qualification list below uh, in some uh, instances, relevant experience on the job training may be required an additional to formal qualification. Ha, những người có kinh nghiệm đó ha, những người ít nhất là ba năm kinh nghiệm rồi hoặc là những kinh nghiệm liên quan thì có thể là Uh, là có thể gọi là thay thay cho bằng cấp được nha. Đó, anh chị coi. đây thì nó là Anesco skill level 2 anh chị nhé. Đó, rất là nitrogen nha, cho nên là anh chị làm khúc thì rất là dễ nha. À, qua đây xin việc 3 năm và và không cần tiếng Anh nhé. À, 5 năm chứ bên sorry nha anh chị nha, 5 năm, maximum 5 năm nhé. Rồi, uh, task anh chị coi cái nội dung công việc còn có đúng nha. Planning menus à là lên kế hoạch về thực đơn này, estimating food này, ước lượng thức ăn này, labor cost này, ước lượng cái uh, công việc giá của mình, cái labor là nội dung công việc của mình, công sức mình bỏ ra tốn nhiêu tiền này, ordering food supply này, à, mình đặt hàng online, đặt hàng về chữ nhà chỗ nhà cung cấp này, monitoring qualities of dishes at all stages of preparation and presentation ha kiểm soát cái chất lượng của món ăn này về những cái giai đoạn chuẩn bị hoặc là trang trí này, discussion food Preparations, issue with managers, dieticians, kitchen and waiting uh, staff, à, trao đổi những cái chuẩn bị thức ăn, những những anh vấn đề với uh, cái quản lý nè, hoặc là về những chuyên gia dinh dưỡng hoặc là những người làm trong bếp hoặc là uh, người phục vụ, uh, uh, demonstration techniques or advising on cooking procedures. Uh, demonstrate là mình là mình trình bày được cái, cái kỹ năng ha những cái uh, lời khuyên trên những cái gọi uh, uh, là procedure những thủ, là, thủ tục ha nấu ăn preparing and cooking food nó chuẩn bị và nấu thức ăn ha explaining or reinforcing hygiene regulation ha <laughs> là về vệ sinh an toàn ha uh, select and train staff ha. <laughs> mình sẽ nói nha cái này mình có thể chọn mà đào tạo nhân viên ha, mình may freeze and preserve food ha, à, đó về, về, về thức anh bảo quản nha đó, đây là skill level 2 anh chị nha, đó nhắc lại lần nữa nha rồi về ngành cúc anh chị nha rồi các anh chị ha sau khi mình coi lại thì ngành chef là uh, angelico level 2 thì không cần tiếng anh à, anh chị đọc maximum được 5 năm nha à, và mình cũng anh chị mình nói luôn thì nhiều người hỏi bây giờ cái luật nó áp dụng như thế nào vì trên email của website có ghi rõ tí nữa mình sẽ chụp lại và anh chị coi rõ là cái cái à, là thay đổi đó sẽ áp dụng cho người mà nộp visa trước ngày 21 tháng 6 năm 2023 và sau ngày 7 tháng 4 năm 2024 thì nó sẽ bị ảnh hưởng còn trong khoảng trong cái khoảng visa anh chị nộp từ ngày 21 tháng 6 năm 2023 đến ngày 7 tháng 4 trong khoảng nơi giữa đó thì anh chị không bị ảnh hưởng nha nói cho những người mà ở NSK level 4 level 5 nha nên là không gì phải lo lắng tùy theo cái đời anh, anh chị nộp vào thời điểm nào nhé rồi nhắc lại nữa về về nội dung thay đổi chủ lãnh thì những người offline trước ngày 21 tháng 6 năm 2023 là sẽ bị ảnh hưởng và những người nộp sau ngày 7 tháng 4 năm 2024 sẽ bị ảnh hưởng còn ở người mà ở giữa hai bạn đó thì sẽ không bị ảnh hưởng nha rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi, theo dõi kênh của mình nha kênh của mình là những chia sẻ mình muốn chia sẻ cho mọi người biết về về New Zealand và công việc và cái visa nhập cư hôm này thế nào rất khó các bạn nha qua New Zealand để mà định cư rất là khó còn mà qua để làm việc hoặc là làm gì đó thì thì nó sẽ sẽ rất dễ hơn so với định cư nhé cho nên là mong chị coi con của mình tìm hiểu kỹ nha đừng nghe nói qua đây định cư làm việc định cư làm hai năm định cư liền không có các anh chị nha rất là khó không phải dễ rồi cảm ơn chị nhiều à, chúc anh chị tuần mới làm việc vui vẻ nhé mong anh chị đăng ký đăng ký kênh của mình nhé rồi xin chào nha